Đó, nay mà ngày cuối rồi phải qua cầu cứu bên chỗ Lâm Phát Studio đây. Đó, mấy em kỹ thuật đang set mic đồ cho Vĩnh. Đây trên lầu 4 này. Anh cảm ơn Lâm Phát đã hỗ trợ anh nha. Trời ơi, ngày nay ngày chủ nhật mà không được nghỉ này. Nó phải chạy qua. Tranh thủ thu chương truyện gì nhà văn Lệ Hồng. Mấy nay bận công việc lu bu quá. Cái mic này thấy chất lượng em ha. 2,7 triệu là xài ngon rồi đó ha. Cái sao kẹt nữa, sao kẹt có loại nào mà đôi 3 triệu thôi được không? Có không? Sao kẹt thì là tổng 3 triệu thì lấy solo Focus Price 2,5 triệu nữa. À. Thì là tổng 5 triệu. Là đủ xài rồi Sơn ha. Dạ đúng rồi. Nó xài nó đi chơi. Đây là Sơn, chào cả nhà anh đi Sơn. Hello mọi người. Đó là Phương, dạ, cũng hello là kiểu mọi người. Tình, trong khi mấy em đang set mic cho Vĩnh thì quay vlog chia sẻ xíu. Xíu nữa em chỉnh giùm nhà anh giọng nhẹ nhẹ xíu nha. À, anh làm cái mật khẩu ở trên cái máy trên này đó. Xin cái mật khẩu cho máy trên phòng 3 nè. Xét cho anh Vĩnh. Không phải hả? Chắc phải tạo một cái bộ mic này. Cái chế độ gì đó, cái độ gì? Control, bản control trong. Còn Lâm nhắn qua nè. Bận quá là coi như là quên luôn đó. Lâm đến. Nhập nhiều quá nó khóa luôn. Ừ. Nhập nhiều quá nó khóa luôn á. Đợi xíu đi. Cái này là chuyện kiểu như Lenovo audio, anh thua rồi. Lâu lắm rồi anh không có thu, không có đọc truyện mà anh phải luyện mất hết cả tuần đó Sơn, anh đọc mất cả tuần đó. Trời ơi, khủng khiếp đi chứ không phải. Xin kính chào quý thính giả thân ái. Chúc quý thính giả có những giây phút thư giãn tại kênh Nhà Văn Lệ Hồng. Ngay bây giờ xin mời quý thính giả cùng lắng nghe tiếp câu chuyện Rớt xuống xóm Trùn Chỉ, tác giả Lệ Hồng. À, vô được máy rồi. Giờ là vỏn vẹn trong vòng 2 tiếng, hơn 2 tiếng. Tại vì hôm nay ngày chủ nhật thì mấy em kỹ thuật là phải nghỉ sớm nữa. Bây giờ cũng 2 giờ rồi. Thầy lại tính hỏi em là cái mật khẩu ở trên cái máy trên nè. Ừ, dạ anh nhập vô được rồi. Anh nhập vô được rồi. Này, này đi Vũng Tàu hay gì? Ra nhà. Rồi, bye bye bye.